Hello, hello gang, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình, em Rô đây. Ngày hôm nay, Electro Giant, một cái thẻ mới sẽ xuất hiện vào ngày mai, một thẻ thứ 100. Các bạn cũng biết là thẻ gần đây nhất xuất hiện vào và cách đây hình như gần 5 tháng rồi, Gabriel Nuka 4 tháng trước. Skeleton Dragon, cách đây gần 4 tháng rồi. Và đến ngày hôm nay sẽ có một cái thẻ mới. Ngày mai chúng ta sẽ có intro về animation và Gladwell họ đã confirm cái điều này, đó là thẻ thứ 100 Electro Giant. Chúng ta cũng xem thông số của nó nhé. Đây là cái bài viết mà mình đã tổng hợp, nhưng mà đây hình icon của nó Electro Giant nhìn khá là ngầu. Mình đập ban đầu thì mình cứ tưởng là một con kiểu nó mini gì đấy, nhưng mà hóa ra Electro Giant một cái mặt đeo với lại cái kiểu kính này nhìn rất là to. Thông số của nó có lại, đây là thông số của nó, mình sẽ làm cho nó đậm một chút xem. Cho nó rõ hơn. Nhìn đây thì các bạn có thể thấy là cái thông số của nó, máu là 3192, gần 3002, RAM là 159, 160. RAM trên 1 giây của nó là 75, stun của nó là 0.5 giây. Đây là cái từ reset. Các bạn nhớ là đây là thể loại điện. Thì vậy nó các bạn đừng quên của nó là target của nó là building. Target của nó là building. Mọi người cứ nghĩ là target của nó sẽ là cả air, ground and đấy, nhưng mà chỉ vì đây là building nha, tại vì các bạn biết là Giant hay là Orion Giant hay là những con như này thì thường là sẽ là tâm chưa là building. Và nó là thuộc điện và nó tiếp tục reset lại 0.5. Tốc độ của nó là dạng là slow và vùng rộng, cái khoảng cách rộng của nó là medium, tức là nó kiểu cận chiến ấy. Thì thực sự đây là một thẻ bài mới mà mình nghĩ là nếu con bài này mà xuất hiện thì nó sẽ kéo theo sự trở lại của các chop building, đặc biệt như kiểu spam ấy. Thì mình nghĩ là trong cái bản update mới thì nó sẽ đưa lại mấy cái building nhé. Ngày xưa các bạn biết là hiện tại building gần như là ví dụ Goblin Hood này, Bavaria thì vẫn tại vẫn còn nhiều, Fallen Sea này, ít này, Tombstone này cũng đã gần như là hết rồi. Vì vậy là mình nghĩ là trong cái mùa 3 lần tới thì các cái building, các thẻ bài building thì sẽ được quay trở lại. Và có một cái điều đó là Electro Giant này nó sẽ là cái mà điểm để khắc phục lại Bomb Tower và Infernal Tower. Đây là mình nghĩ, các bạn biết là tại thời điểm này Bomb Tower rất mạnh, nên là đó là ý kiến của mình, mình nghĩ là như vậy. Có một vài cái ba lần mà các bạn lấy kiểu là lag thôi, snake thực ra đây không phải, mình nghĩ là đây không phải, ba lần này mình nghĩ là không đúng đâu. Tại vì là ví dụ Royal Hawk thì mình có thể là giảm xuống, nhưng mà Royal Resumen mình nghĩ không, tại vì Royal Resumen cũng chẳng có nhiều người sử dụng lắm, đặc biệt là trên ladder, bởi vì con này quá nặng Ellie. Musketeer Rework thì mình nghĩ là có thể, Hill Street là không, Miner để lên không đúng. Mình nghĩ là cái deck mà nên, cái những thẻ bài mà nên bị giảm đó chính là Fisherman và Royal Giant, hai cái thẻ mình không thích. Mình và Bomb Tower đó, Bomb Tower phải nói là cực kỳ là mạnh. Nếu mà sự xuất hiện của Electro Giant thì Bomb Tower cũng không cần phải rework, cũng không phải giảm. Thông số và ngày đây mình đã có một cái video về imagination của họ trên TikTok của Gradrian. Gradrian, các bạn nên follow TikTok Gradrian nhé, nhớ follow. Đây là imagination ngày mai. Đây là xuất hiện của đây một bản ngắn ở trên TikTok rồi. Giờ nhìn rất là cool. Mình rất hào hứng cho ngày mai. Đây chùa Giant đứng trên đài thông.
Mình thấy là cái tay của nó này, mình đã thu thập được một cái vài cái tay này, nó kiểu đấm có một viên đinh ấy, để đấm nhìn rất là ngầu luôn. Này. Mắt của nó và trên này có hai cái tia điện. Xong càng ngày thì Galarian càng, thực ra là mình thấy là Galarian càng vẽ càng đẹp hơn, tạo ra những nhân vật đẹp hơn, nhưng mà mình thấy là càng ngày lên càng đi xuống, bởi vì là ý tưởng của Galarian gần như bị xuống. Và đấy là cả những thông tin và Electro Giant nếu theo mình dự đoán là như vậy, cũng như là ra thông số ngày mai nếu dự đoán nếu mà đúng như vậy, và ba lần ngày mai. Ok, cảm ơn các bạn đã xem và see you. Bye bye. They all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy. Giving a warning, I'ma leave without giving a, giving a. But every time.